Như các chỉ đạo điều hành của các cơ quan chức năng và diễn biến thị trường, hôm nay nhiều cây xăng đã mở bán bình thường. Sau đây là tổng hợp ghi nhận của phóng viên HTV tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, ngày hôm qua tại Hà Nội đã có một số cây xăng xuất hiện tình trạng người dân xếp hàng dài để đổ xô đi mua xăng, dẫn đến tình trạng quá tải tại một số cây xăng. Tuy nhiên, theo ghi nhận, ngày hôm nay tại một số cây xăng, tình trạng này đã chấm dứt. Người dân thủ đô vẫn có thể đổ xăng được một cách dễ dàng. Đọc ở trên mạng đấy, thì thấy là bảo là cây xăng hết xăng và đóng cửa. Nhưng cái thực tế mà mình đi đổ xăng ở các nơi thì vẫn thấy bình thường, hoạt động bình thường, không có vấn đề gì. Nói chung là cũng tùy thời điểm ấy ạ. Nó không phải lúc nào cũng đông mà cũng không phải lúc nào cũng người đâu. Ví dụ như là cao điểm thì nó đông, còn những bình thường thì cũng không phải xếp hàng dài lắm. Hôm nay tôi đổ xăng thì không mất nhiều thời gian, tôi đến cái là đổ xăng luôn rồi, xếp hàng và đổ luôn, khoảng 5 phút thôi. Tình hình xếp hàng để mà mua được xăng thì cũng đã không còn, và đặc biệt là tâm lý người dân cũng rất là thoải mái trong việc mà khi mà đến các cái xăng để mua xăng. Có hôm thì xếp hàng đến 12 giờ đêm, nhưng bây giờ thì có thể dễ rồi. Ngày hôm qua thì thấy đông, còn đông lắm, ngày nay thì thấy vắng rồi. Hơi đông xíu nhưng mà thực ra cũng không ảnh hưởng gì mấy. Một số cái xăng không đổ thôi chứ đa số mấy thì đổ vẫn đều. Việc đổ xăng nó ảnh hưởng, tại vì nó làm ảnh hưởng tới giao thông là cái thứ nhất, cái thứ hai là nó ảnh hưởng tới công việc. Hôm nay thì em thấy thoải mái. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân liên quan đến việc mua xăng dầu không nên mua trữ xăng để trong nhà, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Thời gian vừa qua, trên địa bàn cả nước cũng đã có nhiều vụ cháy xảy ra và thiệt hại về người cũng có, về tài sản cũng có, do hành vi là tích trữ xăng dầu. Thì cơ quan cảnh sát phòng cháy cháy, công an thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân là tuyệt đối không nên tích trữ xăng dầu dưới mọi hình thức. Trường hợp cần thiết phải tích trữ xăng dầu để phục vụ cho sản xuất, phục vụ sinh hoạt thì phải vật liệu chắc chắn, hạn chế đổ vỡ và phải được đặt ở nơi thoáng mát, không ngã đổ để có thể gây ra phát sinh cháy nổ đối với xăng dầu.